Alleluia, sống chung riêng xua con bọn tất cả tạm bản Facebook và YouTube. Bọn con bởi ông. Amen. Bất ngay ở tích tí đọc bay, khai phẩm bay, chân nằm bí bọn bay bay. Sống rộng tiền phố, đi liên mong phẩm bay xám sắp tí bởi. Amen. Bọn con bởi ông. Và bạn vẫn tự lọc. ស្រាប់ពេលនោះដែរនៅពេលដែលប៉ាធ្វើដំណើរទៅកូនព្រះអង្គក៏ពិគ្រោះគ្នាតាក់ទងរឿងអញ្ចឹងស្រាប់ពេលដែលប៉ាធ្វើដំណើរទៅកូនព្រះអង្គក៏សួរតាក់ទងរឿងពិធីបុណ្យជាមួយទឹកហើយតើធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យពិធីបុណ្យជាមួយទឹកឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយ ការដែលយើងធ្វើមានកូនព្រះអង្គគាត់រិះគន់អញ្ចឹងថ្ងៃនេះបាទសូមនិយាយអំពីបុណ្យជាមួយទឹកបន្តិចដើម្បីឲ្យបានដល់គាត់ដែលជាអ្នកឆ្ងល់ហើយឲ្យបានភ្លឺទាំងអស់គ្នាអូខេពិធីបុណ្យជាមួយទឹកទីមួយយើងត្រូវតែធ្វើ ទោះបីយើងកាន់និកាយអីក៏ដោយគួរណាស់តែធ្វើត្រូវតែធ្វើត្រូវមិនគួរណាស់តែត្រូវ must be ត្រូវតែ il faut អូខេអញ្ចឹងត្រូវតែមានពិធីបុណ្យជាមួយទឹកហើយវិធីនោះគឺត្រូវធ្វើនៅក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអញ្ចឹងប៉ាសួរកូនប៉ាថា អញ្ចឹងដែលយើងធ្វើពិធីបុណ្យជាមួយទឹករាល់ថ្ងៃនេះតើយើងធ្វើក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវហើយឬនៅក៏ថាហើយហើយអញ្ចឹងត្រូវហើយអូខេហើយពិធីបុណ្យជាមួយទឹកនោះគឺជ្រមុជមានន័យថានៅក្នុងទឹកសួរថាតើយើងធ្វើនៅក្នុងទឹកហើយឬនៅហើយហើយអញ្ចឹងឲ្យមានពិធីបុណ្យជាមួយពិធីនោះគឺមានន័យថា ឲ្យមានមនុស្សនៅនឹងហើយអ្នកដែលដាក់ដៃលើនោះអ្នកដែលធ្វើបុណ្យជាមួយទឹកនោះត្រូវតែខ្លួនឯងធ្លាប់ធ្វើបុណ្យជាមួយទឹកហើយទទួលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហើយអាចធ្វើការងារនឹងបន្តបាននេះអ្វីដែល Holy Spirit Generation ចែកចាយអ្វីដែលប៉ាបង្រៀនអញ្ចឹងចំពោះគេត្រូវការលោកគ្រូធំមកធ្វើបុណ្យជាមួយទឹករឿងគេទេវាអត់មានខុសអីទេ គឺគេចង់ធ្វើម៉េចទៅរឿងគេទេប៉ុន្តែយើងជា Holy Spirit Generation ថាអស់អ្នកណាដែលធ្លាប់ទទួលបុណ្យជាមួយទឹកហើយពេញជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហើយនោះអាចនឹងធ្វើពិធីបុណ្យជាមួយទឹកឲ្យអ្នកដទៃហើយអញ្ចឹងគ្រាន់តែសួរទីមួយថាអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវហើយឬនៅមានអ្នកណាបង្ខិតបង្ខំ បើសិនគេថាគេជឿយើងអាចធ្វើបុណ្យជាមួយទឹកបានបើគេបង្ខិតបង្ខំមិនអាចធ្វើបុណ្យជាមួយទឹកទេព្រោះថាអត់មានណាបង្ខំខ្ញុំឲ្យធ្វើបុណ្យជាមួយទឹកទេខ្ញុំមកសម្រេចចិត្តដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើបានជឿព្រះយេស៊ូវសម្រេចចិត្តដោយខ្លួនឯងអត់មានណាបង្ខំទេអូខេហើយទីបីនោះប៉ាបង្រៀនថាខ្ញុំនឹងធ្វើបុណ្យជាមួយទឹកបែបនេះ ក្នុងនាមព្រះបូវិតាព្រះរាជបុត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអី ពីព្រោះយើងដឹងហើយថាព្រះបូវិតានាមព្រះយេស៊ូវព្រះរាជបុត្រានាមព្រះយេស៊ូវព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនាមព្រះយេស៊ូវចុះហេតុអ្វីបានជាមិនព្រមធ្វើ
thôi cắt tự ta nhóm thôi bọn mình tự đoàn nhé không niêm về Giêsu Christ hãy lập tự hãy đấy mình prom thôi được chưa miễn hãy Paul sắm rap Holy Spirit generation sắm rap côn rong cọt cắn đi cài xê được đi cài bắt đi được cọt đi cài bong cụt đi được cọt cắn đi xê như rừng kỳ tiền bất tái rừng nhớ nhưng miễn bền tặng bền tặng nú cứ bền bằng tụ bất bền không kỳ miễn bền tặng nú cứ bền tặng hóa ra bền tặng nú bền tặng rõ chùm ngư đại nhà ra bền tặng nú cứ chùm nôn để bền bình yên bò sật chẳng rồi biết đại dân thuở ai kỳ mơ khơi thất khổng bần tay bởi dân mơ khổng lạc hà nạn tụ lùng tụ liếc dương thôi khóc vì kê bẩn tích vì bố dương thái mà bố vị đá bởi bật rác nâng bởi vị nhiên bỏ sợ kê kê kron thầy thơ nông niêm bởi Giê-xu tầm mùi tế kê thạc rục kron hay mình bạch bà niêm bởi bố vị đá bởi bật rác nâng bởi vị nhiên bỏ sợ tế hãy phát ọt to cho mùi nâng kê đẻ kà phà nơi cho mùi nâng kê kê ạ thị thán kê thơ bần cho mùi tức nông niêm bởi Giê-xu phá gó thá ok đẻ ọt miên ấy khóc tỉnh đòi xa ấy đấy sao kỳ bản thuế nó không niệm bởi Giê-xu hay Holy Spirit Generation có bản thuế nó không niệm bởi Giê-xu đấy còn là thầy dân thám bầy vì bố dân mình ai Holy Spirit Generation trâu đăng cùn đó bởi vô vị đá bởi vô trá nâng bởi vô nhìn bó sốt chỉ ông tay mũi niệm bởi Giê-xu chỉ bật bật khót bần thái miên tu niệm tí khó khăn nha khó khăn nha dạng mấy cứ khóc nia thả, bèo bồ vệ đá, cứ công lửa bà lặng. Bèo rít bò tra, nhô ni sai sạch chiếm đâm bày lùa bà mà nụ lộp. Bèo nhìn bò sớt, trông thua cá cùng phung tại thua cá cho mùi nàng dưỡng. Nhưng chẳng thảo đơn côn tặng bày ọng. Đại là rụp xa rộp tớ khổng niêm bè Giê-xu. Nhưng chẳng đại dân thua, nhóm thuốc bọn chúng mùi tất đoàn nẹ nông niêm bệ bộ vệch đá bệ rít cho bộ tra nâng bệ vệ nhiên bỏ sợt hãy trong bình chóp nhóm thuốc bọn chúng mùi tất đoàn nẹ nông bệ niêm bệ Giê-xu Christ ta khó đai rưỡi ta miên ấy khó ta khó cùng phí ná đầy ham phạm mình áo dương thương chân bọn miền miền bắc chúng ta thuê nô công niêm bệ Giê-xu, ai cho dựng bàn thuê nô công niêm ấy ta, phần kề này dây tiệt thả hết ấy rụng lực, bệ vô vị đa bệ bồ tát bệ nhân bồ tát ấy, vì pru bệ vô vị đa bệ bồ tát bệ nhân bồ tát, cứ chỉ cao bằng quạ, bị bẹ, môn đường bọn làng tới thàn xua, nhạc lắc cái thả, lý chỉ cao bằng biển. Bọn mình đã bằng riêng ở dưỡng sắp bệnh sắp bệnh tình. Bọn mình đã được tiến vì nhiên ở dưỡng sáng sai tình. Chẳng là vậy để bọn mình qua bình chí ở thuở, dưỡng còn tại thuở tự. Bọn mình còn tại mình áo dưỡng sắp bệnh sắp bệnh rồi có chứng ngọt tình. Lâu dân mơ bệnh mình tu cho mùi nâng kia. Mà có chung phục đọc rồi mùi. Dương mới bèm tu mũi chùm luôn. Hay thôi ní cứ mình mến chê tình ná bằng áp nè đọt tí khó rồi có trớ tí mến chết tí. Và nì dây nó thay ní cứ nì dây nông lẹ khả nạng chùm hố xích đầy chùm nứa rồi bỏ Holy Spirit Generation nè đọt tí kia thuở ấy hẹn lên kia ta nè hay dân có miền sứt lụt đại tôi không say hướng nâng đai hay dân chọn bàn sẽ đầy bớt ok chẳng chung phù kế ắt pra niêm phê bồi đá bị bật ra bệnh nhân bỏ sát tệ kế thà nông niêm phê Giê-xu tập bắt rồi kế mà đại thuộc bọn chung mùi tức nó không tu nị ti phê bồi đá tu nị ti bị bật ra tu nị ti phê nhân bỏ sát cho hai đồ bày Holy Spirit Generation thuốc
ព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក16ខ16អាមែនអ្នកណាដែលជឿហើយទទួលបុណ្យជ្រមុជទឹកនោះនឹងបានសង្គ្រោះអញ្ចឹងសង្គ្រោះអ្នកណាដែលជឿហើយធ្វើបុណ្យជ្រមុជទឹកអញ្ចឹងត្រូវតែមានពិធីបុណ្យជ្រមុជទឹកអូខេម្ដងទៀតអាលេលូយ៉ាសូមស្ដាប់ម៉ាកុសជំពូក16ខ16អ្នកណាដែលជឿហើយទទួលបុណ្យជ្រមុជទឹកនោះនឹងបានសង្គ្រោះតែអ្នកណាដែលមិនព្រមជឿនោះមិនត្រូវនោះនឹងត្រូវមានទោសវិញពិធីបុណ្យជ្រមុជទឹកត្រូវតែមានត្រូវតែធ្វើម៉ាថាយជំពូក28ខ19សូមស្ដាប់អំទៀនពោមីស្ទ័រទីតតអាទីទីតតអូខេម៉ាថាយជំពូក26ខ19ពជាពុវិនិសដូច្នេះចូលទៅបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យមានសិស្សនៅគ្រប់ទាំងសាសន៍នេះជាព្រះបន្ទូលចុងក្រោយដែលព្រះអង្គបានផ្ដល់មកឲ្យពួកសាវកដូច្នេះចូលទៅបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យមានសិស្សនៅគ្រប់ទាំងសាសន៍អាមែនព្រមទាំងធ្វើបុណ្យជ្រមុជទឹកឲ្យនេះជាអ្វីដែលព្រះអង្គបង្គាប់បញ្ជាឲ្យយើងធ្វើអញ្ចឹងពិធីបុណ្យជ្រមុជត្រូវតែមានអូខេត្រូវតែមានហើយត្រូវតែធ្វើព្រមទាំងធ្វើបុណ្យជ្រមុជទឹកឲ្យដោយនៅព្រះនាមព្រះវរបិតាព្រះរាជបុត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចុះហេតុអីព្រះអង្គមិនព្រមនិយាយថាធ្វើបុណ្យជាមួយទឹកក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវទៅដើម្បីឲ្យវាចប់ឲ្យវាគ្រប់ឲ្យវាស្មើឬក៏ឲ្យវាច្បាស់អីចឹងទៅមានចម្លើយដែរមែនអត់ទេអ្នកខ្លះគេថាដោយសារនាមព្រះអង្គមិនទាន់បានដំណើរផែនការព្រះអង្គចប់នៅពេលដែលព្រះអង្គរស់ឡើងវិញពេលណាព្រះអង្គចប់ឆ្កាងមុននឹងព្រះអង្គសុគតបងថាគ្រប់ការទាំងអស់បានសម្រេចហើយជាការស្រេចហើយអូខេព្រះអង្គបានយកឈ្នះសេចក្តីស្លាប់3ថ្ងៃក្រោយព្រះអង្គមានបញ្ជូនរស់ឡើងវិញហើយព្រះអង្គក៏បង្ហាញអង្គទ្រង់ណាព្រះអង្គក៏យកលោហិតរបស់ទ្រង់បានទៅឋានសួគ៌បានប្រទានដល់ព្រះវរបិតាតម្កល់នៅទីនោះជាផុសតាងជាលោហិតលួសបាបពិភពលោកហើយមនុស្សនៅលើផែនដីនេះបានសង្គ្រោះដោយសារព្រះគុណនេះអូខេមុននឹងព្រះអង្គយាងទៅឋានសួគ៌ឡើងទៅឋានសួគ៌ទៅកន្លែងដែលព្រះអង្គរាល់ថ្ងៃនេះដែលគង់នៅកាន់ក្តីការពារយើងព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាសូមស្ដាប់ព្រមទាំងធ្វើបុណ្យជ្រមុជទឹកឲ្យដោយនៅព្រះនាមព្រះវរបិតាព្រះរាជបុត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចុះហើយបង្រៀនឲ្យគេកាន់តាមគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលខ្ញុំបានបង្គាប់មកអ្នករាល់គ្នាអញ្ចឹងចុះហេតុអីព្រះមិនព្រមថាអ្នកឯងត្រូវធ្វើបុណ្យជ្រមុជក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវទៅហេតុអីចាំបាច់បន្ថែមព្រះប៉ុន្តែ Holy Spirit Generation គាត់មានជំនឿមួយគឺត្រូវធ្វើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនៅគ្រាចុងក្រោយដែលព្រះអង្គមុននឹងឡើងទៅឋានសួគ៌អញ្ចឹងព្រះអង្គបានមកគាត់បញ្ជាថាឲ្យធ្វើបុណ្យជាមួយក្នុងនាមព្រះវរបិតាព្រះបុត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហើយប៉ាអធិដ្ឋានថាខ្ញុំធ្វើបុណ្យជាមួយទឹកដល់អ្នកក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវអញ្ចឹងវាយត្រាក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវដូចគ្នាបើកូនព្រះអង្គយល់ឃើញថានាមព្រះវរបិតាព្រះបុត្រាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមិនត្រូវដាក់នៅក្នុងការធ្វើពិធីបុណ្យជាមួយទឹកណែបងប្អូនមិនបាច់ធ្វើទេហើយខ្ញុំមិនទៅឆ្លោះជាមួយបងប្អូនដែរ
បងប្អូនជឿព្រះយេស៊ូវយ៉ាងម៉េចធ្វើតាមយ៉ាងដូចនោះទៅណាខ្ញុំជឿយ៉ាងម៉េចឲ្យខ្ញុំធ្វើតាមសេចក្តីជំនឿរបស់ខាងខ្ញុំដូចបាននៅប្រទេសកាណាដាប៉ាសទ័រគាត់ធ្វើវិធីបន់ជាមួយទឹកក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវហើយប៉ាក៏មិនដែលថាគាត់ខុសដែរប៉ាក៏មិនបានប្រាប់គាត់ថាអ្នកគួរណាស់តែធ្វើក្នុងនាមព្រះវរដាព្រះបុត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហើយបន្ទាប់មកអ្នកនឹងធ្វើក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវប៉ាក៏មិនបានខឹងជាមួយនឹងគាត់ឆ្លោះជាមួយនឹងគាត់ប៉ាយល់ឃើញថាឲ្យតែមានពិធីបន់ជ្រមុជទឹកជ្រមុជនៅក្នុងទឹកហើយក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវឲ្យតែមានលក្ខណៈ3ហ្នឹងគឺគ្រប់គ្រាន់ឲ្យតែមានពិធីណាមានមនុស្សដាក់ដៃលើមានមនុស្សអធិដ្ឋានគឺត្រឹមត្រូវហើយហើយនៅក្នុងទឹកទៀតទឹកនោះសម្រាប់ទឹកពីង swimming pool ទឹកសមុទ្រណាទឹកកន្លែងគេហែលទឹកទឹកស្រះទឹកទន្លេទឹកអីក៏ដោយឲ្យតែលឹបទៅក្នុងទឹកអញ្ចឹងចំពោះហោរានេះគ្រប់គ្រាន់ហើយព្រះបន្ទូលព្រះអង្គថាលឹបជ្រមុជបាទទីសុំជ្រមុជអញ្ចឹងឲ្យមានពិធីពិធីនោះគឺមានម្នាក់នៅក្បែរនឹងដាក់ដៃលើដែលធ្លាប់ទទួលបន់ជាមួយទឹកខ្លួនឯងហើយហើយធ្លាប់ទទួលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែរអូខេអោជាមួយទៅក្នុងទឹកហើយទី3នោះគឺនៅក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវហើយបើយើងឆ្លើយតបពាក្យ3ចំណុចនោះអូខេគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយអញ្ចឹងពិធីបន់ជាមួយទឹកត្រូវតែមានក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវត្រូវតែមានហើយលឹបនៅក្នុងទឹកត្រូវតែធ្វើមានកូនព្រះអង្គខ្លះគាត់កាន់និកាយផ្សេងគាត់ថាប្រោះទឹកលើក្បាលអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់ហើយថាបើកូនព្រះអង្គជឿយ៉ាងម៉េចធ្វើតាមសេចក្តីជំនឿរបស់នេះទៅយើងជឿព្រះយេស៊ូវយ៉ាងម៉េចធ្វើតាមនឹងទៅកុំឆ្លោះគ្នាអីប៉ាមិនដែលទៅជជែកឲ្យឆ្លោះគ្នាទេបើគេសួរប៉ាប្រាប់បើគេមិនសួរគេជាច្បាស់លាស់របស់គេអូខេធ្វើទៅណាអញ្ចឹងកុំប៉ះទាំងគេគ្នាយើងយកព្រះបន្ទូលមកមើលអូខេអញ្ចឹងប្រងថាម៉េចព្រះគម្ពីរម៉ាថាយចំពោះ28ខ19ដូច្នេះចូលទៅបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យមានសិទ្ធិនៅគ្រប់ទាំងសាសព្រមទាំងធ្វើបុណ្យជ្រមុជទឹកឲ្យដោយនៅព្រះនាមព្រះបន្ទាព្រះបន្ទានិងព្រះវិញ្ញាណបូសអញ្ចឹងបើសិនជាព្រះអង្គមិនឲ្យយើងសង្ឃឹកសង្វិលគឺព្រះអង្គច្បាស់ជាមានព្រះបន្ទូលថាចូលទៅបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យមានសិទ្ធិនៅគ្រប់ទាំងសាសព្រមទាំងធ្វើបុណ្យជ្រមុជទឹកក្នុងនាមខ្ញុំឬក៏ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវពេលនោះយើងប្រកាសជាច្បាស់ហើយប៉ុន្តែនេះព្រះអង្គឲ្យយើងធ្វើបុណ្យជ្រមុជទឹកដោយនៅព្រះនាមយើងដឹងហើយនាមព្រះបវិតាគឺព្រះយេស៊ូវដោយនៅព្រះនាមព្រះរាជបុត្រាដោយនៅព្រះនាមអញ្ចឹងគឺព្រះយេស៊ូវនោះឯងអញ្ចឹងមិនប៉ាថាអត់ខឹងជាមួយអ្នកណាដែលគេធ្វើបុណ្យជាមួយទឹកក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវទេហើយក៏មិនទាស់ជាមួយអ្នកណាដែលគាត់ទៅតាមបុណ្យជាមួយទឹកដោយ Holy Spirit ដែរតែក្នុងនាមព្រះបូជាព្រះបូជាព្រះញាណបូសុតហើយក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺមិនបានខុសទេព្រោះយើងបានធ្វើនៅក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវមែនសំខាន់ជាងគេគឺយើងវាយត្រាក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវនឹងឯងខ្ញុំធ្វើបុណ្យជាមួយទឹកដល់អ្នកក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអ្នកខ្លះគេសួរថាតើយើងអាចបំបត្តិព្រះវរបិតាព្រះបុត្រាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានទេបើខ្លួនឯងចង់បំបត្តិបើនៃកាយណាចង់បំបត្តិហើយបំបត្តិទៅរឿងរបស់អ្នកតាខ្ញុំអត់ទៅប្រកែកគ្នាទេបកូនព្រះអង្គយល់ឃើញថាមិនចាំបាច់ប្រើនាមព្រះពុទ្ធវេតាមិនចាំបាច់ប្រើនាមព្រះរាជបុត្រាមិនបាច់ថាប្រើនាមព្រះញាណបោះសិនបើថាវានឹងជួពេកឬក៏មិនត្រូវស្របតាមបទកម្ពីបងប្អូនខ្ញុំធ្វើព្រោះបងប្អូនយល់ឃើញថាគ្រាន់តែជាទូនីតិហើយយើងមិនធ្វើបន់ជាមួយទឹកក្នុងទូនីតិរបស់ព្រះពុទ្ធវេតាទូនីតិព្រះរាជបុត្រាឬក៏ទូនីតិរបស់ព្រះញាណបោះសិនប៉ុន្តែ Holy Spirit Generation ធ្វើដល់យល់ដល់ទូនីតិ3អង្គពីព្រោះមានទូនីតិខុសគ្នាមែន
ហើយសរុបសេចក្តីទៅនៅក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវនឹងឯងអញ្ចឹងទូនីតិរបស់ព្រះបវិតាដែលបានចាត់ទៅរីកបត្រាមកហើយបានធ្វើការនៅលើផែនដីគឺជាព្រះបវិតាទេដែលបានមកលើផែនដីទូនីតិមួយទៀតព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលសុំផ្ទៃនាងស្ត្រីព្រហ្មចារីឲ្យមានដោះសាច់ដោះឆ្អឹងដោះឈាមដើម្បីលួសបាបមនុស្សលោកអញ្ចឹងទូនីតិខុសគ្នាប៉ុន្តែអង្គតែមួយតែអញ្ចឹងបើកូនបងយល់ឃើញថាអធិដ្ឋានក្នុងពិធីបុណ្យជាមួយទឹកក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រប់គ្រាន់គឺគ្រប់គ្រាន់មែនអញ្ចឹងមិនត្រឹមត្រូវទេត្រូវថែត្រាថែមនាមព្រះបវិតាព្រះបត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទៀតមិនត្រូវនៅប្រទេសកាណាដាវីដេអូនៅសល់ទេតែដែលថាខ្ញុំនេះទៅណែនាំគេឬក៏ឆ្លោះជាមួយនឹងពួកគេទេខ្ញុំបានធ្វើនៅក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវហើយខ្ញុំក៏ធ្វើក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវដែរអញ្ចឹងអត់មានអីខុសគ្នាទេអាមែនសិនជាយើងមើលក្នុងព្រះគម្ពីរផ្សេងទៀតតែផងមានព្រមទូយ៉ាងម៉េចអូខេតែក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាមានអត់ Hallelujah Hallelujah អរគុណបងកូរិនថូសទី1ចំពុក4ខ5ដូច្នេះកុំឲ្យចោទប្រកាន់ពួកគ្នាមុនកំណត់ឡើយលោកត្រាតែព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់យាងមកដែលទ្រង់នឹងយកអស់ទាំងអំពើលក្ខកំបាំងដែលធ្វើនៅទីងងឹតមកដាក់នៅទីភ្លឺហើយនឹងបើកសម្ដែងឲ្យឃើញអស់ទាំងគំនិតក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សផងនោះគ្រប់គ្នានឹងបានសេចក្តីសរសើរពីព្រះរៀងខ្លួនអញ្ចឹងនិកាយគាត់ធ្វើអីស្រេចតែចិត្តគាត់ចោះព្រះអង្គទេអ្នកអាចជំនុំជម្រះព្រះអង្គទេដែលអាចដឹងគំនិតណត់គំនិតព្រះអង្គទេដែលដឹងថានិកាយកូលិទ្ធិនិកាយយ៉ាងម៉េចកូលិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងម៉េចហើយការបង្រៀនរបស់អញ្ចឹងមិនមាននិកាយខ្លាំងព្រោះដោយសារមានការយល់ឬក៏ណត់គំនិតខុសគ្នាយល់ឃើញខុសគ្នាឯងអញ្ចឹងមិនផងមានព្រះបន្ទូលថាអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវយ៉ាងម៉េចឲ្យជឿតាមតែចិត្តតែឯងចុះអញ្ចឹងហើយខំប្រព្រឹត្តហើយធ្វើការរៀងខ្លួនទៅអឺចាំបាច់ប៉ះទង្គិចគ្នាទៅអីសំខាន់ជាងគេគឺប្រលឹងមនុស្សឲ្យបានសង្គ្រោះអញ្ចឹងកូនព្រះអង្គត្រូវមានគ្រប់ទាំងមធ្យោបាយដើម្បីតាក់ទាញហើយឲ្យគេបានប្រែចិត្តអញ្ចឹងការដែលប្រែចិត្តការដែលលុនទូបាការដែលថ្វាយខ្លួនមានសារៈសំខាន់ហើយក៏ឈានទៅដល់ពិធីបុណ្យជំនុំទឹកនេះអញ្ចឹងរបៀបរបបដែលព្រះវិហារនីមួយៗធ្វើវាខុសគ្នាអរព្រះវិហារខ្លះទៀតមនុស្សដោយមហូបអាហារទទួលទានពេលថ្វាយបង្គំហើយព្រះវិហារខ្លះគាត់ជួយចិត្តចែកដំណោដើម្បីឲ្យមនុស្សគេមកយកអំណោយមកហើយក៏ប៉ុន្តែមុននឹងទទួលអំណោយនោះគេបានលើដំណឹងល្អអ្នកខ្លះចូលចិត្តចែកថ្នាំពេទ្យអ្នកខ្លះចូលចិត្តចែកអង្គចែកបែនតាអ្នកខ្លះចូលចិត្តចែកសម្ភារៈប្រើប្រាស់ចែកខោអាវអញ្ចឹងទៅសិតតែជាមធ្យោបាយដើម្បីឲ្យគេមកស្ដាប់ព្រះបន្ទូលអញ្ចឹងយើងជឿថាយ៉ាងម៉េច
dương chưa pre Giêsu dạng mấy thôi tự sầm khăn trên cái ao nôm pro lưng bình yên tao nó có thản sự ao kia thoải luôn hơi thôi bon chưa mùi tự và dương mưa nó không pre cùng pi Rome hallelujah Pi Rom chấm phục đập, ok. Sôm sđap. Bạch Công Pi Rom chấm phục đập. Bà muốt nè, nâng tổ tuôi thay, Prap bị bẹ ông mà cha Giêsu. Hơi nè chưa không chật tha. Bẹ bàn pro ao trung ruột bị sạp làm vinh. Nú nè, nâng bàn sông phục vật. Chẳng thành mính thà. Chưa hay thôi bọn chúng mới tức bàn sang group bật cho con này hẹn ấy này dây thà còn tại thay vì muốn hay chưa nó không chật thá bọn bàn ruột bị sạp làm vĩnh nụ nâng bàn sang group bật mùi nát trầm 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 tầng quý chẳng bây nay dân khoai cười chẳng nó phê na dương sầm tố nó phê na dương an bè mần tù dương trâu an ở cổ rốt trung hai dương công dốt tại kho mùi khó mọc nì dế hai cứ thà trâm trâu mến bè mần tù bà ông mình khóc tì bè công bí khóc bàn tay bè mần tù mình khóc tì chúng kho muối này dây thả từ tại chứa hai thợ bon cho mùi tức nâng bàn sông cua hai đó là pre-compi rôm chùm phục đọc kho bằng bốn từ tại thay trên bì mót hai chứa nó không chết thá và ông miền bà chôn rùa làng vĩnh nâng bàn sông cua xong sẽ đập bà mót nè nâng tôi tua thay bà bì pre-om cha Giêsu hai nè chưa không chật thả, bè bàn pro ao trung ruột bị sạp làm vĩnh, nô nè nâng bàn sông kêu bớt, chẳng nè khai vô tại kho mùi nâng tị, chẳng quạt thả, bà pro mi bè mình tu ni chúa hỡi, thơ bon chỉ mới tức thời, chẳng mau pi kê đời đời xa kê mình bàn án, bè mình tu tiền o, kê mình bàn án ỏi o, chẳng kê vô tại chậm nội nâng vô mau nị gì. Chẳng đi cài khá quật bỏ cảnh khó chẳng quật mình bàn an ôi tiếng ổ tì nè khá là kì ai càng đi cài muối kì ai nì dây thà khởi nhé bọn pháp khá nhóm thà ôi khá nhóm quân tì khá là bì mọt chưa nó khá nông chết nó nâng bàn sông cừu bất bà cót hãy kì nâng bàn sông cừu chẳng bị thi ní cứ chè cứ miên bê về lia đầy thoải luôn bề này dương thoại khốn dương trao tư than bài này bài đôi phải công phi rôm chủng phục đắp kho bầm buồn chẳng trao này dây thả nhóm chưa thả pro âm cha chia bịch bọt ra pre Jesus Christ chia bịch bọt ra này pre sốc cốt nơi chơi sáng chủng nô bạc nhóm ní chia với đại pa bàn riệp chấm ao Holy Spirit generation tư than hãy sớp tam pre bận tu bằng ok chẳng nộp bên apa tít than con anh cho bác chỉ chăm rót mót hay à ba proida để con nộp than su được phum phật ơi nông bản niệm bởi Giêsu Christ con chưa tha bởi Giêsu Christ chi bởi ta này prea ban sắc cốt nơi lời chơi cang chấm nộp bà con ấy dừng thay anh chánh bị mọt bài thay cai bỏ miền bị chôn ru làng vinh dừng thay anh chánh bị mọt nhom chưa tha lộ hết bỏ ông krup kroan lục liền bà rồi bỏ con dừng thay anh chánh bị mọt chẳng nộp bên ai dừng này dễ dừng thay anh chánh nó dân bàn sân cửu.
นี่จีพิธีได้ยังถ่ายขลุ่นปัจจัยยังมีพิธีมุ่ยติดกือพิธีบอลชนมุ่ยตึกได้ยังอาคารเหมือนบ้านให้พิธีบอลชนมุ่ยตึกนู้กือนกนองเนียมประยิสูงจังยังเต้าอ่านประกอบปีนั่งอ่อยจับเฮ้ยยกคลำซาตั้งมูลมันตรำโยแต่มวยคอเตะทวายบัดแต่มวยคอกรุบกร่อนปัจจัยทั่วยังจะหล่อมจังยังกูนะแต่ยกព្រះគម្ពីរទាំងមូលមកអាមែនព្រះគម្ពីរទាំងមូលមកនិយាយអញ្ចឹងបើមាត់អ្នកនឹងថ្លែងប្រាប់ពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយអ្នកជឿក្នុងចិត្តថាព្រះបានប្រោះឲ្យទ្រង់រស់ពីស្លាប់ឡើងវិញនោះអ្នកនឹងបានសង្គ្រោះពិតអញ្ចឹងបើសិនជាយើងយកតែមួយខនឹងមកនិយាយថាអូនិកាយខ្ញុំជឿទៅលើមួយខនឹងសួរថាគេខុសអត់គេអត់ខុសទេក៏ប៉ុន្តែគេមិនបានមើលលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយធំពីព្រះបន្ទូលហើយអ្នកខ្លះគេថាមិនចាំបាច់ធ្វើបន់ជាមួយទឹកទេដោយសារខមួយហ្នឹងឃើញមិនបាននិយាយពីរឿងបន់ជាមួយទឹកណាគឺនិយាយអំពីថ្លែងពីមាត់ជឿនៅក្នុងចិត្តថាព្រះអង្គរស់ឡើងវិញនោះនឹងបានសង្គ្រោះពិតដល់ Holy Spirit Generation អត់ចឹងទេពេលណាថ្វាយខ្លួនអធិដ្ឋានបែបនេះធ្វើបន់ជាមួយទឹកអធិដ្ឋានបែបនោះធ្វើឲ្យលក្ខណៈមួយទ្រង់ទ្រាយឲ្យសរុបអញ្ចឹងប៉ារំលឹកសារឡើងវិញទី1ពិធីបុណ្យជ្រមុជទឹកត្រូវតែមានណាកូនព្រះអង្គនិកាយផ្សេងជឿអីជឿទៅ Holy Spirit Generation បង្រៀនឲ្យបានត្រូវដើរត្រូវស្របតាមបំណងផាទេនេះព្រះអូខេអញ្ចឹងពិធីបុណ្យជ្រមុជទឹកត្រូវតែមានព្រោះព្រះអង្គបង្គាប់បញ្ជាឲ្យធ្វើហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានធ្វើជាគំរូដល់យើងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យត្រូវមានន័យថាត្រូវធ្វើនៅក្នុងទឹកហើយ Holy Spirit Generation បានធ្វើនៅក្នុងទឹកហើយធ្វើនៅក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវហើយប៉ាមិនដែលបង្រៀនខុសពីហ្នឹងទេយើងធ្វើនៅក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវហើយអញ្ចឹងលក្ខណៈទាំងអស់នេះគឺស្របតាមព្រះបន្ទូលស្របតាមព្រះគម្ពីរបទគម្ពីរអញ្ចឹងអត់មានអីខុសទេហើយដែលប៉ាអធិដ្ឋានថ្វាយខ្លួនចាក់ប្រេងតាំងនោះគឺនៅក្នុងលក្ខណៈព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក10ខ9ហើយដែលប៉ានិយាយថាខ្ញុំជឿថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះនោះយើងមានព្រះនៅក្នុងខ្លួនអញ្ចឹងអ្វីដែលប៉ាបានរៀបចំរបៀបអធិដ្ឋាននោះគឺស្របតាមព្រះគម្ពីរស្របតាមព្រះបន្ទូលអញ្ចឹងអត់មានអីមិនអាចខឹងមិនអាចឆ្លោះបានទេមូលហេតុអីពិធីបុណ្យជាមួយទឹកខ្ញុំធ្វើក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវឯតាប៉ិនគេសួរថាហេតុអីថែមព្រះវរបិតាព្រះបុត្រាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធធ្វើអីថាចំពោះខ្ញុំស្ដាប់បង្គាប់ព្រះអង្គមុននឹងព្រះអង្គយាងទៅកន្លែងរងថ្ងៃនេះដែលព្រះអង្គគង់នៅកាន់ក្តីខាងខ្ញុំព្រះអង្គថាត្រូវតែទៅពេលណាព្រះអង្គទៅព្រះអង្គចាត់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកមានប្រយោជន៍នៅពេលណាព្រះអង្គទៅអញ្ចឹងមុនព្រះអង្គយាងទៅព្រះអង្គថាត្រូវតែបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យមានសិទ្ធហើយ Holy Spirit Generation មកកាត់សិទ្ធគឺត្រូវទៀតហើយហើយធ្វើបុណ្យជាមួយទឹកឲ្យគេក្នុងនាមព្រះវរបិតាព្រះបុត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ Holy Spirit Generation ធ្វើត្រូវទៀតហើយខ្ញុំធ្វើបុណ្យជាមួយទឹកដល់អ្នកក្នុងនាមព្រះវរបិតាព្រះបុត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបងថាហើយពួកសាវកនិយាយថាត្រូវតែធ្វើបុណ្យជាមួយទឹកក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវហើយប៉ាក៏ថាឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងធ្វើបុណ្យជាមួយទឹកក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺត្រូវទៀតហើយអត់មានខុសទេហើយអត់មានការសង្ស័យសពិចសពិលឬក៏ចេះតែធ្វើទេគឺពិតប្រាកដថាត្រូវ Holy Spirit ដឹងថាព្រះវរបិតានាមព្រះយេស៊ូវព្រះរាជបុត្រានាមព្រះយេស៊ូវព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនាមព្រះយេស៊ូវអញ្ចឹងអត់មានការសពិចសពិលអត់មានការយល់ច្រឡំ Holy Spirit Generation ដឹងច្បាស់ជាងអ្នកណាទៅទៀតអំពីតួនាទីរបស់ព្រះវរបិតាតួនាទីព្រះរាជបុត្រាតួនាទីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលមិនអាចបំបែកបានហើយយើងធ្វើនេះគឺធ្វើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គឲ្យធ្វើហើយការដែលថ្វាយខ្លួន Holy Spirit Generation អធិដ្ឋានត្រូវទៀតណា
con chưa tha pre Giêsu Christ chia pre bộ tra trung sốc cốt ban sốc cốt nơi chơi trang bay thay cày bỏ miền bị chôn đuôi lang vinh về nà ní dân thay chính mắc tử dân thay tới dân ban sông cù bịch à nông cả thoại cuốn nông cả việc thưa vị thị bồn cho một tịnh bà con bỏ ông bạc căn thả mình chạm bạch pra niệm pre bồ vị đà pre bồ tra nương pre nhiên bồ sát tỷ mình bạch tỷ thưa tam tè à vậy để bọn ông chưa pre Giêsu dạng mấy thưa tam nâng tập là nâng chi viên của mỗi lúc nè hỡi mình bạch cái hào thả ba tầng kịch nè tỷ vì pro ca để ba tầng kịch nè vì cha ơn tè miên rừng xỉn hỡi bà ní chỉ giếm thưa tam pre bần tu rồi bỏ pro ông thằng ọ mình chẳng ăn miên mình men chỉ nè cái có miên cô lịch thị ấy đây miên ta ăn miên cật cầm ấy thế cứ vô tại pre bần tu một đạt khăn ông chết đi hỡi không prang pro phật tam pre bần tu bỏ pro ông prap tha thưa bần chỉ mục tích khăn ông niệm pre vô vị đa pri bồ tát năng pre nhân bỏ sót ba thưa khăn ông niệm pre vô vị đa pri bồ tát năng pre nhân bỏ sót bờ sen chỉ pro ông prap tha thưa khăn ông niệm pre Giêsu ba năng thưa khăn ông niệm pre Giêsu đại phụ sở vệ quạt bị đau bàn tự tụ bồn chân mùi không chân mùi nâng dù hàn bà tí không cả phải chất vừa phụ kế trâu tế thuốc bồn chân mùi tự mà đó tiết đòi xa ấy đòi xa kỳ thuốc mình toàn trâu cả chân nguồn bệ Giêsu ọt mê nà thuốc trâu tế xóm nua đại con này ai xù ta dù hàn bà tí thơ bọn cho mùi tức ở Bệ Giêsu không niềm ấy. Ất bàn cha tục tí. Còn tay cho rộng mùi tí. Mùi hai đấy. Bọn hai xa thế nặng. Mình cả bài chất. Chấn. Mình tuôn. Thư nó không niềm bọn tí. Tua tay bọn sụ cút. Phải ca bọn bàn xâm rách. Vì nút bố bạn đang được rụp tiền lớn, bà thật lập chạy chạy hơi. Bà sắp thả, xua thả. Hay bà bằng riêng bì bèo nhìn bò sọt tiệt. Bố có xua ta côn sợ. Tăng bì nẹ chưa mốc, tự tu bèo nhìn bò sọt hay đứa nấu. Cho bọn cho mùi tức ta tự tu đòi nấu ở vấy. Khi thả bèo nhìn bò sọt mình đại lứ, mình đại tăng squal. Hay vì thị bọn cho mùi tức. Thưa ta chúng mùi dù hàn khăn ông niêm khăn ông cao bài chất tiền. Bố có bạp thá. Ây lời ní, trâu thầy thưa khăn ông niêm Bệ Giêsu. Mình chân nè đại thưa bôn cho mùi tức nơi chùm nuôn Bệ Giêsu khăn ông cao bài chất. Trâu thầy thưa mà đòn tiết. Đầm bây ở bán trâm trâu. Hallelujah. Episode chung phục 4 khó phạm. Miễn bệ ông chắc tại mùi, sẽ kết đây chung nưa tại mùi, bôn cho mùi tức tại mùi. Miễn bệ tại mùi, cứ chi bệ vô vệ đá này. Tiếng ơ, đại trông phù lơ tiếng ơ, cung lơ còn đá tiếng ơ. Hai, sân thất nâu khăn ông tiếng ơ. Nhưng chẳng, sẽ kết đây chung nưa tại mùi, bệ tại mùi, bôn cho mùi tức tại mùi. Còn tại phụ sở vẽ, cái bàn thuốc bị đỏ, mù là hẹt ấy. Cái thuốc toàn trâu. Cả cái thuốc nơi chân nôn Bệ Giêsu, khăn ông cả bà chất. Còn tại mình toàn bàn thuốc nơi khăn ông niêm bị Bệ Giêsu, mình toàn xúc cốt. Phải ca bà ông mình toàn bàn xâm rách. Đôi chào để sạp nơi lời trời chàng. Xâm nua để dân xua thả. Chào nó mình toàn bàn thuốc bọn chùm mùi trực tiết. Mù là hẹt ấy. Bệ Giêsu ở toàn xúc cốt. Xua thật cái bàn sân cừu ở. Cái bàn sân cừu đòi xa bệ bần tu rồi bỏ bệ bàn an ở nhát ở cái bàn sân cừu. Và ông mình bệ bần tu thăm ấy. Bà gọt ná. Nhưng bà bệ chỉ bà gọt tha. Nâu khăn ông. Ngày ní, nẹ nâng nâu than bà rộng dốc cho mùi nâng khí chồng đại. Nhưng chẳng bệ bần tu sân giá, tờ cán cháo, đây mình toàn bàn thơ bần cho mùi tức. Đại bán, mình bán thoái luôn tí, có phần tái bán Skoal sức đầy bật. Bán tự tu cả bác xâm đại. Mùi tiết ọt tí. Nâu tại mình prôn prai chật.
chào pi nu cứ đầm nàng ao sathan phi manu nô lơ phan đầy từng pi đại khơi pre Giêsu chọp chàng từng pi mùi thay tệ điên mùi tiết luôn tụ bạp sách rừng chào nó cứ tập năng tì bằng hang nếu mà biết thầy chào nó cứ manu lơ phan đầy vậy phần tai miền chào mùi cứ ẩm bơ bạp mùi khi mình tự squat đại khơi pre Giêsu chọp chàng đại đăng tháp rong chọp chàng គេប្រងប្រែចិត្តបែរជាចំអកណាបើឯងជាគ្រីស្ទបត្រានេះព្រះមែនទម្លាក់ខ្លួនឯងចុះហើយមកស្រាយយើងផងបើចៅមួយទៀតថាហេតុអីឯងមើងងាយព្រះអង្គមិនបានធ្វើខុសអីសោះប៉ុន្តែព្រះអង្គជាប់គេយកព្រះអង្គឆ្កាងព្រះអង្គចៅអើយពេលណាព្រះអង្គចូលទៅក្នុងនគរឋានសួគ៌របស់ព្រះអង្គសូមលើកចាំពីទូបង្គំផងមានការប្រែចិត្តមានការបន្ទាបខ្លួនមានការប្រែចិត្ត ហើយព្រះយេស៊ូវបានឃើញការប្រែចិត្តរបស់ចៅនៅក្នុងដង្ហើមចុងក្រោយនៅគ្រាដង្ហើមចុងក្រោយរបស់គាត់ប្រែចិត្តនោះគឺបានទទួលស្គាល់ថាព្រះអង្គដែលសក្ដិនោះជាព្រះបុត្រានៃព្រះហើយព្រះអង្គប្រាប់ថាប្រកាសមែនខ្ញុំប្រាប់អ្នកជាប្រកាសថានៅក្នុងថ្ងៃនេះអ្នកនឹងនៅឋានបរមសុខជាមួយនឹងខ្ញុំដែរអញ្ចឹងជាសេចក្តីសន្យាហើយចៅនោះបានសង្គ្រោះដោយសារព្រះបន្ទូលសន្យាពីមាត់ព្រះអង្គ Chúng phụ sở vẹ phụ sở rồi bỏ trống trâu thể thơ bọn chúng mình tự mở đoàn tiết khăn ông niếm Phí Giê-xu vì phụ cao trong nguồn bọn prai chất cứ phơ bị thích khăn ông cao prai chất ai kì khơi nhưng dân mơ mở đoàn tiết episode chúng phụ bốn khó phạm miên Phí ông cha tại mũi niếm Phí Giê-xu hallelujah sách đây chúng nữ tại mũi chưa lưu bọn cha Phí Giê-xu amen bọn chân mùi tức tại mùi, nông niêm Phí Giê-xu. Cứ miên Phí tại mùi. Bạn tại Phí mùi ông, miên tu nì tì bầy. Tu nì tì chìa Phí vô bạch đá, tu nì tì chìa Phí bò trà. Hay rõ ngày ní, dương cầm bông tại thôi ca chìa mùi nâng tu nì tì Phí nhìn bò sật. Nhưng chẳng, Phí Giê-xu, đại chí Phí Rịch Bột Ra, đại bàn chlông cắt nó lưu phản đầy này ở dụ cả 37 chân năm nốt. Đại bàn dụng này xay chỉ lạc nạ sạch chiếm nốt, lên miên vọt tầm miên chỉ lạc nạ sạch chiếm tiết hai. Cứ ông Phí Vĩ Nhiên bò sất cứ bà ông đòi chìa chùm núi nốt, bàn chiếng mộc, chui dường, nông ca, nông phiếp cầm sau rồi bò dường, nông ca riêng sốt, nông ca tỷ thán, nông ca sống, trong ca, vậy chẳng ọc. Cứ tu nị tí bệnh nhìn bỏ sật cho mùi nâng dương rõt ngài nha. Tu nị tí rồi bỏ bệnh Giê-xu bán còn lòng phát thầy. Bạn tay rõt ngài ní bệnh Giê-xu cho càng cái đầy dương đòi cho mùi nâng lộ hất rồi bỏ bệnh Giê-xu nâu ai, nâu cô rồi bỏ bỏng. Miên còn lại mùi khao tổ la ca cắt cái đầy dương dây chạy chót. Bên ai dương luôn tu bao Phải nhìn bỏ sật, ông vô đòi Phí Rịch Bột Ra đòi đồng ngô, ông vô đòi Phí Vô Vệ Đà. Hãy nuông sức đại thịt thang rồi bỏ dưỡng tới đòi Phí Giê-xu. Phí Giê-xu vay tra lô hất. Nông niêm Phí Giê-xu lô hất Phí Giê-xu. Cô bàn bằng hành tới đòi Phí Vô Vệ Đà. Phí Vô Vệ Đà thả viết át đấy, đòi xa lô hất rồi bỏ Phí Rịch Bột Ra. Chẳng ca để con bọn chưa xinh xinh kìa, rưỡng bọn phụng tình. Phần thái chồng hô rồi bỏ Holy Spirit Generation. Cứ thưa bọn chân mục tức, không niêm Phải Bộ Vệ Đà, Phải Rịch Bộ Tra, Phải Nhân Bộ Sất, không phải niêm Phải Giê-xu. Bỏ bọn phôn hát, không ca này dây Phải Bộ Vệ Đà, Phải Rịch Bộ Tra, Phải Nhân Bộ Sất, bọn phôn mần bánh dây thế. Bọn phôn này dây thác, nhóm thưa bọn chân mục tức, không phải niêm Phải Giê-xu kì. Sạch tới lời bọn phôn tế. Sạch đây bất, cứ trao ở miền bị thi bọn chân mục tức. Sạch đây bất. ត្រូវតែមានពិធីបុណ្យជាមួយទឹកនៅក្នុងទឹកហើយក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវហើយយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជា Holy Spirit Generation បានធ្វើស្របទាំងអស់អញ្ចឹងព្រះវរបិតាបានព្រះយេស៊ូវមុននឹងឡើងទៅព្រះអង្គប្រាប់អ្នកឯងត្រូវធ្វើបុណ្យជាមួយទឹកក្នុងនាមព្រះវរបិតាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហើយយើងបានធ្វើមែនហើយយើងយល់ច្បាស់ណាស់នាមព្រះអង្គជាអ្នកណា
hãy hào ra bằng riêng tăng phía xa hệ bởi tiết thả niêm rõ mình mến trâm tới Phê Giê-xu tế cứ Yeshua Amashia. Chẳng mình mến riêng sắp bích sắp bấl rư có mình chấp bạc loa tế đại thủ vơ nông niêm bởi vô vị đá bởi bỏ tra bởi nhiên bỏ sất. Cứ chấp bạc hời dôl đăng bất bạc gọt thả tu nị ti bày ong cứ bất bạc gọt miên đồng lại nà. Hãy bảo sân chi bạc ong miên bởi bằng tu chế rất tài sưu tiết. ព្រះយេស៊ូមុននឹងឡើងទៅឋានសួគ៌បើសិនជាព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាអ្នកឯងត្រូវតែធ្វើបុណ្យជាមួយទឹកក្នុងនាមព្រះយេស៊ូហើយបង្រៀនគេឲ្យកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះអនុជាការស្រេចបាត់ហើយប៉ុន្តែមិនដូច្នោះទេព្រះអង្គបង្រៀនយើងប្រាប់យើងថាឲ្យធ្វើបុណ្យជាមួយទឹកក្នុងនាមព្រះបវិតាព្រះបត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហើយប៉ាជឿ 100% ព្រះអង្គមិនដែលប្រទានវិញ្ញាណឲ្យយើងខុសឆ្គងទេឲ្យយើងច្រឡំទេប៉ុន្តែមនុស្សទេដែលរមែងយកផ្នត់គំនិតខ្លួនឯងនិកាយកូលិទ្ធិរបៀបបកស្រាយព្រះគម្ពីររបៀបយល់ឃើញអញ្ចឹងមិនមាននិកាយច្រើនដល់ប៉ាសួរថាព្រះយេស៊ូវកាន់និកាយអីគេចុះពេត្រុសកាន់និកាយអីគេហើយចុះប៉ូលកាន់និកាយអីគេគេរកនិយាយមិនបាន ព្រោះអត់មាននិកាយអញ្ចឹងបើសិនជាយើងអានព្រះបន្ទូលឲ្យចប់ហើយយើងយកខ្លឹមសារទាំងមូលយើងយកមកដាក់កុំឲ្យរើសតែមួយខរើសតែមួយខមកនិយាយអូខេដូចអ្នកខ្លះរើសតែកើតជាថ្មីការអំពីទឹកការអំពីវិញ្ញាណអញ្ចឹងគេធ្វើបុណ្យជាមួយទឹកហើយគេទទួលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទៅអ្នកខ្លះគេកាន់តែប៉ុណ្្នឹងអ្នកខ្លះទៀតគេកាន់ថាខ្ញុំគ្រាន់ថ្លែងចេញពីមាត់ព្រះគម្ពីររ៉ូម ចំពុក 10 ខ9ថាខ្ញុំជឿព្រះយេស៊ូថាព្រះអង្គបានសង្គត់នៅលើឈើឆ្កាំង3ថ្ងៃក្រោយព្រះអង្គមានបញ្ជូនរស់ឡើងវិញបើខ្ញុំថ្លែងអញ្ចឹងខ្ញុំបានសង្គ្រោះពិតប្រាកដអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគេកាន់ខ្ជាប់តែមួយខនឹងចុះហេតុអីមិនព្រមកាន់ព្រះគម្ពីរទាំងមូលហេតុអីមិនព្រមយកខ្លឹមសារទាំងមូលដើម្បីឲ្យយើងរួចផុតទាំងអស់អញ្ចឹង Holy Spirit generation អត់មានអះអាងអីទេគ្រាន់តែធ្វើតាមបំណងព្រះទេនេះព្រះហើយរាល់ថ្ងៃនេះក៏នៅតែរៀនជាមួយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅតែខំប្រឹងដើរទៅមុខដូចគ្នាអាមែនហើយម៉ារីយ៉ានេះពីថ្ងៃមុននេះដែលទៅខាងព្រៃឡង់គឺឃើញកូនព្រះអង្គមានបេះដូងណាគាត់ជាកូនហោរាដែលគាត់ទទួលព្រេងតាំងពីហោរាប៉ុន្តែគាត់នៅក្រោមនិកាយរបស់ ខាងកូរ៉េប៉ុន្តែអត់អីទេប៉ាមានទៅខឹងគាត់អីណាគាត់ជឿយ៉ាងម៉េចជឿទៅគាត់ទទួលព្រេងតាំងអត់ទទួលគាត់ចេះនិយាយភាសាដទៃគាត់ចេះនិយាយភាសាដទៃគាត់ចេះដេញគាត់ដេញហើយប៉ាទៅគាត់បង្រៀនបន្ថែមណាហើយលើក្រោយដូចគ្នាដែរប៉ាទៅប៉ានៅបង្រៀនខាងឯវិញ្ញាណបន្ថែមចំពោះដែលគាត់នៅក្រោមនិកាយនៅក្រោមទៅព្រះបន្ទូលពិតនៅតែព្រះបន្ទូលពិតដដែល អាមែនអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាកូនព្រះអង្គខំប្រឹងសិក្សាព្រះបន្ទូលឲ្យយល់ច្បាស់ហើយកុំចោទប្រកាន់គ្នាព្រោះថ្ងៃដែលយើងថ្ងៃដែលព្រះអង្គលាត្រដាងនោះគឺជាថ្ងៃពេលវេលាដែលព្រះអង្គយាងមកហើយព្រះអង្គនឹងជំនុំជម្រះព្រោះពេលនោះព្រះអង្គអាចប្រាប់ថាអ្នកត្រឹមត្រូវចេះខុសចេះអឯងគិតចេះខុសចេះមួយចេះពីរហើយទូនីតិយើងរាល់ថ្ងៃនេះអត់ទេ គ្រាន់តែធ្វើអ្នកឯងជឿព្រះយេស៊ូយ៉ាងម៉េចធ្វើតាមសេចក្តីជំនឿរបស់អ្នកឯងទៅដូចអ្នកខ្លះអត់ជឿថាមានឋានរុទេអត់ជឿថាមានមនុស្សកំពុងតែវេទនាទេថាអ្នកឯងអត់ជឿក៏អត់ទៅមិនតកតងនឹងសេចក្តីសង្គ្រោះណាសេចក្តីសង្គ្រោះគឺធ្វើពិធីបុណ្យជាមួយទឹកកើតជាថ្មីការរំពីទឹកការរំពីព្រះវិញ្ញាណ ថ្លែងចេញពីមាត់ជឿថាព្រះអង្គ3ថ្ងៃក្រោយព្រះអង្គមានបញ្ជូនរស់ឡើងវិញអញ្ចឹងព្រះអង្គឲ្យយើងស្រួលណាស់ម្នាក់ម្នាក់យើងជឿយ៉ាងម៉េចធ្វើអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែសេចក្តីពិតនៅតែមានអញ្ចឹងហើយព្រះអង្គនឹងជំនុំជម្រះទេចុងក្រោយនោះប៉ុន្តែខ្លឹមសារនៃសេចក្តីសង្គ្រោះជឿលើព្រះយេស៊ូថ្លែងចេញពីមាត់ពេលណាយើងថ្វាយខ្លួនកុំឲ្យអធិដ្ឋានក្នុងចិត្តអញ្ចឹងថ្លែងចេញពីមាត់
thật nhóm chưa lưu bệnh xú, nhóm chưa thao bà ông chưa bệnh bà ta này bệnh, bây thay cái bà ông mình chân rùa làng bệnh. Ok? Thưa bọn chú mối tức, tổ tu bệnh nhân bà sốt, không niêm bệnh xú. Nhi chỉ khlâm xam từng mù. Chẳng, thì bọn chú mối tức, bị thi ní cứ trao tờ miền mà nụ đạ đài lớ, hay nẹ đại đạ đài lớ nụ, khuôn ai thua lọp thơ bọn chú mối tức đã trâm trâu, tổ tu bệnh nhân bà sốt. Hãy ai thua bà nè. Sẽ không tham mê đến đi. Chia chồng lại đòi con phá để quạt xuống. Hãy sẽ không thà mình phát thành kịch nế. Nâng ấy. Vì vua Bê Giê-xu mình chăng ở con phá ông na mùi bạch bằng tế. Hãy có mình chăng ở con phá ông na đã khóc đại. Vua rương sông cửa chỉ rừng sống khăn. Hai rừng sống khăn cứ trao chanh bị kháng khăn nồng. Mình mến chlua bà cái tòa tên khía ai kê đa tạm dương nụ tì. Đôi pa anh chấn pa mình đai bằng khom ai kê mà tạm tì. Đôi đại pa tàu bây lòng nụ có pa mình bán bằng khom kê ai hào tàu đại. Quát bàn dô khơi thà hào ra thu lọp chạp bình tăng ai quát. Quát chưa lư hào ra, quát chưa lư bè bẩn tú, quát chưa lư cao bằng riêng. Quát hào tàu. Còn thật lọc từ tù bệnh tăng bị bọn đọc bằng phẩm. Chẳng còn bọn dù thà cả để xe rích liên bệnh tù cư chẳng. Hãy bác có một đài ô tiên nhận ná chẳng bị bệnh hìa đại miên tay chùm rộn kế ở tàu bệnh hìa. Chẳng còn ai dù cho lòng. Hãy nhận đề chỉ phụ chùm nôm chỉ sợ rồi bỏ Holy Spirit Generation đa xu phụ quả tử. Ta hào ra ní bằng riêng ấy khá. Ta phụ kế bàn thua tạm ấy khá. Hay ô con bóng để con hào ra của ấy là ní có chạc tùm chả ấn. Hay nè khá chúc chí tèm đó. Chúc chí cứ mê tha. À vậy để quạt trong bòm ra, bè cứ bàn bòm ra. Để quạt trong chai chai, quạt bàn chai chai. Quạt bàn sai đồng nâng lỗ. Rồi ngay quạt xong xong ta. Quạt rong chăm tại bê về lý nâng tà lọc tà vĩnh. Vì bố vậy để quạt bất na chọn bán cứ quật chọn cứ bàn hời chẳng quật không riêng bềm tù quật không thưa cả quật không thưa bôn chung tự ở kỳ quật không pro chung người quật không đề ra ní hết đề ca nghe tao bằng cả sợ hay phá vô khơi thà mà đòi bị ní cứ ban chuột chơi trả đề pa từ hàng bảy lóng khơi cái ati than phía xa đó tỉ khơi cái chết đỉnh bị nút miền phiền khăng riêng đôi ngôn phiu quật cổ ati than. Hãy phá có bạp thả phliêng bạp bố miền. Vẫn tại phliêng cài xa háo cứ mình mến phliêng bạp bố tế. Đôi bạp ông bán ôi xoal phú ngạp nâu ai xa mốt. Được nhé. Chẳng phê nà phliêng tích tích cứ chi bạp bố. Sẵn sáng cứ chi bạp bố. Nhưng trời tài chánh tự tu bạp bố. Vẫn tại bởi khai chi phú xoan gửi rí nút. Nhưng mình trời anh nhát ở cả làn tế. Phú kê cha tư than đỉnh chê mùi chê phí. Chẳng à vậy để hào ra ban tự tu tăng pi pi pon đọc phẩm mùi máu hay mà đọc pi pon một thầy đời bảy ní cái dốt khôn thà ban Paul Ply hay Paul Ply là all maintain đại phụ kỳ che đây nhà rạ che miên nằm nài che chạy chạy đại côn bằng nó cầm đi cái còn mình ban thưa đời xa còn dốt đòn đi cái thọp chui quẩn chấn bàn tay côn pa để quạt ai ghế quạt đa đòi sợi rầy phìp. Đội Healing Mission, đội Sở Vẹn Thủy Sốc Hên, đội Holy Spirit Generation, tầng mũ. Quát đa đòi ai kể riêng hay quát chưa chạy khăn ông chật thà. Quát miên bèo nhiên bó sát đồng rong quát khăn ông ca nghe tầng ọ. Chẳng ní chạy ca chục chênh hay để dân trở thuơ cứ tâu bằng cạt sát, ai kê thuơ tàm nâng anh. Hay bằng riêng kê ở chú bác vì sạch đầy sông cua. Trở tầm miên bị thi bọn trở mùi tức, nâu khăn ông tức, nâu khăn ông niêm bởi Giê-xu. Bà dân cổ rụp bàn tiền ổ hỏi. Mình thì thay dân sẽ đáp bằng qua bệ hỏi. Nó. Số bà ông tiên bố tiền ổ hỏi. Bà mình chìm ngó nhà xa mà xuống. Amen. Bà mình tì bình tuôn nhà xa mà bạp. Bà sân chỉ chong ai Holy Spirit Generation từ châu ruộng chai chai bệnh tu được gặp bà chung người đánh ra.
tẹt tông tam lục rù nẹ cú tam sa rồi bỏ hào rá rồi có tẹt tông cho mùi nương bà một tuổi ba nương mình chun sa tự lục rù nẹ cú tự rồi có hào rá nương tự một tuổi đôi chỉ ba từ mau pi bảy lòng chẳng còn bảo bàn khơi càng nghĩa đại Holy Spirit generation thứ cứ bàn tranh tập sai đồng nâng lò hay rồi thằng này đi không prang nè đam bay ao nô cô prang bàn chấm ra ăn popping tại đại vị nhiên cầm ao kê bắt bằng hay nét đề đa tam prem tu bọc prang cứ vô cho bạn nè thả Holy Spirit generation cứ không prang nè đam bay nuông prang lưng nhiên tên nô cô than xua hay xôm ta cùng chào bậc cán cùng vai đồng lại phụ dương ấy cái lô biên tô chung phụ bệ ông vì pro miền bệnh tăng miền ca tự tu sqal bật bạc cót pin cô thàn số hay nẹt đầy đi cốn kì miền sinh nhà bát kì miền diplom vận tải kì miền ca tự tu sqal pin cô thàn số hay đứa nữa hay đứa này kì ắt đằng thì kì priu thì chúng sốp rong tiền po từng ọc nia Holy Spirit generation sốp rong tiền po không bận niệm không bận côn đọc phum phật cứ bận cha bận Yeshua Amashia sốp rong tiền po amen 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 ọc côn bận hallelujah sốp complete thi than ỏi hào ra ỏi côn bận để cầm phong để thui càng như bận để thể cảm chi dương để bị phục độ tăng mu đầm bay phàm ban bát tiên bát po đầm bay bản to càng như phàm ru dương thâu ca bát po mình tên không càng như nấng đấy còn anh mới còn pa kha quạt thôi đầm nà ngay bị khẹt mũi tới khẹt mũi hay pa thôi đầm nà tới đó bơi lăng sát tới thâu ca bát po phàm không càng như nấng hay còn phàm vô lại chẳng ati thán đam bay ở ban po bản thám nông ca nghiệp bẹ từng ọc nia complete thì tham được nia tập vinh tập mốc số phạm tiền po bye bye.